Đặc sứ đặc biệt của Đức Thánh Cha đã đến Medjugorje, tiếng Việt Nam thường gọi là Mễ Du. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Henry Jose của Warsawa Praga, Ba Lan, làm đặc sứ một vụ đặc biệt của Đức Thánh Cha ở Mễ Du. Thị trấn Bosnia-Herzegovina được cho là nơi Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981. Ngài đã đến Mễ Du hôm 29 tháng 3 năm 2017 và có cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ và giáo dân nơi đây. Đức Tổng giám mục 74 tuổi này đã được ủy thác cho sứ mệnh tìm hiểu cặn kẽ về tình hình mục vụ ở Mê Du và trên hết là những nhu cầu cần thiết của các kỳ tổ hữu đến hành hương nơi đây. Sau đó dựa vào những căn cứ đó để đề xuất những sáng kiến mục vụ trong tương lai. Đức Tổng giám mục Hosea dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình vào cuối mùa hè này. Năm 2014, Ủy ban điều tra đặc biệt của Tòa Thánh Vatican đã đốc kết cuộc nghiên cứu kéo dài 4 năm và những gì được cho là Đức Mẹ hiền ra, họ đã chuyển kết quả điều tra đến thánh bộ giáo lý Đức tin.